Làm cái gì mà giờ này mãi không đến thế nhở? Muộn đến nơi rồi, ghi thì lại bảo là không để, không ghi thì cô giáo lại chửi chết. À đây rồi. Này, mọi người làm gì mà lâu thế à? Có biết sắp muộn học rồi không? Bọn tôi còn phải làm việc tốt. Chả phải tuần này trường phát động phong trào thi đua làm việc tốt còn gì. Mà tiện ông ở đây nhá, ghi luôn cho bọn tôi việc đó là bọn tôi vừa giúp một bà cụ sang đường an toàn. Tốt, sáng nay con Nhung cũng đưa một bà cụ qua đường ấy. Trùng hợp thế chứ lại. Này, con Đào, chị Nhiên, lên ghi đi, em xong rồi. Việc tốt của em là đưa một bà cụ qua đường. Anh ghi rõ ràng vào cho em nhá. Không cả có một con Thảo lớp B nó lười lắm, nhầm với em thì chết. Ờ, cũng đưa bà cụ qua đường á? Sao hôm nay nhiều bà cụ cần qua đường thế nhở? Vâng, em phải cố lắm mới đưa được bà qua đường đấy. Riêng việc tốt của em á, anh phải chấm điểm gấp đôi vào. Ừ thì gấp đôi, anh có tiếc chúng mày cái gì bao giờ đâu. Thế còn Nhiên, sáng giờ làm được việc tốt nào chưa? Em cũng được bà cụ qua đường anh ạ. Ờ, hôm nay là ngày hội người cao tuổi ra đường hay sao nhở? Sao nhiều cụ cần qua đường thế? Sáng giờ tính ra 4 cụ rồi đấy. Không, 4 là mà 4. Sở dĩ con Nhung nó đi học sớm là bởi vì nó đưa bà cụ ấy sang đường đầu tiên, xong nó mới đi học luôn. Còn bọn tôi có tận 3 người cũng muốn đưa bà cụ ấy sang đường, nhưng mà có mỗi một bà cụ nên phải năn nỉ mãi bà mới chịu đi đấy. Hả? Cái gì? Úi dồi ôi anh ơi, đến lượt chị Nhiên nhá. Chị phải lôi bà đấy mãi bà mới đi cơ, vất lắm. À, thế là có một bà cụ thôi hả? Ừ, thì có mỗi một bà cụ chứ mấy. Bọn tôi còn phải đợi lần nhau đưa bà cụ ấy sang đường nên bọn tôi mới đi học muộn đấy. Chứ còn nha, nếu mà có sẵn 4 bà cụ xếp hàng ra đấy á, mỗi đưa một bà sang đường thì cũng mà đến trường lâu rồi. Ôi rồi, tôi đến bó tay với mọi người đấy. Thôi, coi như tôi chưa nghe thấy gì. Mọi người đi vào lớp đi. Tôi đi vào lớp đi. Tôi điếc được mà không nghe thấy. Này, ghi điểm tốt vào cho tôi nhá. Anh Hiếu ơi, cái tuần làm việc tốt này nó cứ mông lung thế nào anh nhỉ? Bảo là học sinh làm việc tốt và làm nhiều việc tốt thì hạnh kiểm sẽ được đánh giá cao. Thế mà anh em mình từ nãy đến giờ đi quanh cái làng này 2 vòng rồi vẫn chưa thấy có việc gì tốt để làm cả. Ôi xa, thì cứ đi đi các thấy. Có việc tốt để làm rồi anh ạ. Chứ còn gì nữa, làm thôi. Khoan, nhưng mà làm thế nào hả anh? Xe dựng giữa đường, chìa khóa vẫn cắm, cốp vẫn mở. Mà để giữa đường như này thì rất dễ mất. Thế này chả có ai. Làm nào bây giờ nhỉ? À, em có cách rồi. Xong, anh thấy em thông minh không? Đấy nhá, đố mất được xe. Thế này, mày cho chìa khóa vào cốp thì tí chủ xe người ta đến, làm thế nào để người ta về được nhà hả? Ui ôi. Ừ nhở, ui tôi chết rồi. Bây giờ phải làm thế nào hả anh? Ui dồi ôi, còn làm thế nào nữa. Chạy đi không còn đấm cả lũ bây giờ. Chạy đi. Anh Hiếu ơi, chả còn việc gì để làm đâu anh ạ. Ai bảo tại cái làng mình nó yên bình quá cơ. Mà hôm nay nhá, em làm được những việc tốt này. Cứu 2 con chó khỏi dính người vào nhau, cứu cá khỏi sặc nước, đánh răng cho bò nhá. Anh làm được những việc gì? Ui trời ơi, việc làm tốt nhất của tao ngày hôm nay ấy là đi cùng mày để ngăn mày gây họa cho xóm làng đấy. Anh ạ, em làm nhiều việc tốt mà. Nếu như theo cái phong trào thi đua làm việc tốt của trường ạ thì em đang được điểm cao lắm đấy. Ui trời ơi, tao xin mày đấy. 2 con chó nó đi tơ thì mày cầm cái đòn gánh mày tách nó ra, mày xem có ai ác như mày không hả? À, xong rồi thì cá sặc nước, mày bị dò mà cá sặc nước là sao? Con cá nó mà biết nói nhá, nó sẽ chửi cho mày mất hình luôn. Giúp vớ va vớ vẩn, làm mấy cái việc tào lao. Thế thì xóm mình hết việc rồi anh ạ. À, hay là đi sang bên chỗ nhà chị Nhung đi anh đi. Xem sang bên đấy có ai cần giúp đỡ không, hoặc là có bà cụ nào cần qua đường không. Ờ được, sang bên đấy xem sao. Phá làng phá xóm, người ta còn không biết mặt, đỡ mắng vốn bố. Chứ phá làng mình á, bố chiều nào cũng bị réo tên lên để chửi đấy. Bố căng thẳng lắm rồi. Ok anh, đi. Cả cửa trước, cả cửa sau nhà chị Nhung đều đóng. Gọi chả thấy người thưa, toàn chó nó thưa rồi. Đi đâu không biết. À, mày không biết, nhưng mà tao biết đấy. Đây này.
Bây giờ tao gọi xem nó ở đâu, xong rồi tao với mày chạy đến là xong. Đúng rồi nhỉ? Thế mà em không biết, anh thông minh thế. Mày cứ khen thừa, tao không thông minh thì mày thông minh chắc. Alo anh Hiếu à? Nhung à, đang đâu em mê? Anh sang nhà không thấy. Em đang đi làm việc tốt anh ạ, góp phần xây dựng tương lai đất nước. Ô thế à, làm gì mà kinh thế, anh làm đi. Em đang đi du lịch anh ạ, em đi du lịch góp phần tăng trưởng ngành du lịch Việt Nam. Dây ơi, đi du lịch thì bảo đi du lịch ấy, vòng vo lắm nhọt như thế nhá. Ô chị Nhung đi đâu hả anh? Nó viên tịch rồi. Hả, sao lại viên tịch? Hôm qua vẫn khỏe, đi ăn bim bim với em, sao mày lại chết rồi? Chết, thì tao nhầm, nó đi du lịch, quên để viên tịch. Mà cái con này buồn cười thật, tao nói thế để tự luận ra chứ. Nó chết rồi, nó nghe điện thoại tao kiểu gì? Ê không nghĩ ra. Đấy, bảo thảo tổ có sai đâu mà, đi. Đi đâu anh? Mày hỏi hay nhở, đi xem có bà cụ nào cần sang đường thì mình đưa sang, xem có ai cần giúp gì thì mình giúp, hỏi thế không hỏi. Em đưa vào nhá. Thì cứ như cái cũ, lần nhau đưa. Vâng, đi. À, nhưng mà khoan, em vừa nghĩ ra một việc. Đi về nhà lấy quần áo cũ về em đi. Quần áo cũ á? Làm gì? Thì cứ đi, việc này mà làm xong nhá, được nhân 2 điểm luôn. Này, sao mày đưa tao ra đây? Ở đây có bà cụ nào cần sang đường à? Mà mang theo quần áo cũ làm gì? Sao không thấy đâu nhỉ? Thế mày định cho bác ăn xin hay chỉ có lang thang cơ nhớ, hay định làm cái gì? À không, mấy hôm em đi học tiếng Anh qua đây, em thấy có mấy chị đứng ở đây này, nhìn mặc quần áo thiếu vải lắm, nên là em bảo anh mặc quần áo cũ đi cho mấy chị đấy. Ôi giời, mày bị hâm mà Thảo. May cho mày nhá, đây là ban ngày, mày ra đây mày không gặp người ta. Mày ra vào buổi tối mà cho người ta quần áo á, người ta đá cho mày xước mồm. Ô, nhưng mà sao lại thế hả anh? Ôi giời ơi, sao cái đầu mày á. Đường nào cần quần áo dài, chứ cái đường Trần Duy Hưng này á, không cần quần áo dài, mày hiểu chưa? Nhưng mà không mặc quần áo dài thì mũi đốt chết à anh? Trong túi em có mấy cái áo khoác, em không mặc đến, em mang đi cho các chị mặc quần áo mùa đông anh ạ. Úi dồi ôi, thôi Thảo ơi, tao xin mày đấy, đi nhanh không ăn đấm bây giờ. Sao lại thế hả anh? Úi dồi ôi, thôi, mày đừng hỏi, không sao hết, được chưa? Bố ơi còn tổ, thôi đi. Chả ai ngu như mày, tao nói thật đấy. Của em để em vứt thùng rác cho. Của tao, từ đây mày vứt rồi mà. Em cho em vứt xong em nhặt từ thùng rác ra, xong em vứt chỗ khác cho anh nhặt lại. Không, chúng mày thấy cú đá thương hiệu xoay con chó của tao có chuẩn không? Quá chuẩn. Cái thằng Hiếu này, tao chưa làm được việc tốt nào cả. Ai bảo mày chậm, chứ tao làm được nhiều việc tốt lắm rồi. Quanh đây có bao nhiêu rác, tao với cả Nhiên nhặt hết rồi. Chả có việc gì để làm cả, đó chán. Hiếu, trong xóm có việc gì làm không, cho bọn chị làm với. Chẳng hạn như là thông cống này, dế bọ gậy này, hay là nhổ cỏ này. Ôi trời, mấy cái việc đấy bọn em làm hết rồi, không còn gì nữa đâu chị ạ. Chán thật, cố gắng được điểm tốt trong kỳ thi đua này mà khó thật đấy. Hôm trước đưa bà cụ sang đường thì không được tính, mà hôm nay nhặt ra thì được tính có mỗi một điểm. Thôi, đi ra ngoài kia đi, xem có ai cần giúp đỡ thì giúp, có rác ngoài đấy thì nhặt, ở đây hết việc rồi. Thôi đi mọi người đi. Đi. Kỳ này nhất định chị phải được hạnh kiểm trên cả tốt. Ê, kia rồi, cơ hội làm việc tốt kia rồi. Đi thôi chúng mày. Thôi khoan, nhìn con bé nó khóc lóc thế kia, chắc là nó lạc đường đấy. Bây giờ mà chúng mình giúp nó tìm được đường về nhà thì bố mẹ nó sẽ cảm ơn, rồi mình còn được tuyên dương trước toàn trường nữa đấy. Uầy, nếu đúng như thế thì Hiếu sẽ lần đầu tiên được trải qua cảm giác đứng trên cột cờ mà không phải là bị phạt. Ôi giời ơi, nghe tôi đã thấy thích rồi. Tôi em ơi, làm sao em khóc đấy? Em sang nhà bạn chơi, bây giờ em quên đường về các anh chị ạ. Thế à? Thế em có nhớ địa chỉ nhà không? Bọn anh đưa về tận cổng. Em không nhớ địa chỉ nhà.
xóm làng như nào, nói cho bọn anh biết, bọn anh đưa về đấy, xong hỏi đường vào nhà em. Nhà em ở xóm Đào Lửa. À, xóm Đào Lửa. Xóm đấy đâu mày nhỉ? Ôi giời, cái thằng này, em nó đã khóc thế rồi còn trêu nó nữa. Thôi đi, đi đến đâu hỏi đường đến đấy, kiểu gì chả có người biết. Vâng ạ. Sắp được làm việc tốt siêu to khổng lồ rồi. Đi đi đi. Mọi người ơi, em còn có 2 cái kẹo. Mọi người chia nhau ăn cho đỡ mệt nhá. Này. Mà em ơi, sao đường nhà em khó đi thế? Lạ nhở, vừa khóc tu tu xong bây giờ mặt gian thế. Mà nhà em hẻo lánh thế này, em cũng dám đi học một mình á, dũng cảm thật đấy. Anh Hiếu ơi, em thấy chóng mặt quá. Chị cũng thế, chóng mặt quá. Bọn mày có biết xóm Đào Lửa gì không? Là lừa đảo đấy, bọn ngu. À, ngon đấy. Mày làm tốt lắm. Anh cứ đưa tiền cho em như thỏa thuận là được. Được, mai tao chuyển khoản cho. Tỉnh rồi à? Đứng dậy. Chị mày. Mày là con nào? Là ai à? Tao là thằng oanh giám thúi nhất thành phố này. Mày động đến các em của tao, mày phải chết. Yeah. Nào, nhanh, không có tỉnh dậy bây giờ. Ôi. Đi, tao đã sắm rồi. Nhanh, nó dậy chết. Mày quá, có anh đến kịp, không cái bọn em bị bán mất rồi. Em xinh như thế này mà bị bán làm vợ cho mấy ông già, nghĩ rõ chết đi được ạ. Chị Hiền tự tìm thế. Người ta mua chị về chỉ dán lấy mỡ thôi chứ vợ con cái gì. Hiếu ạ. Mà anh Dương ơi, sao anh biết bọn em ở đấy mà anh đến kịp thời thế? Ừ thì anh cũng tình cờ thôi. Chim mình bé, làm sao cho nó nhanh lớn được nhở? Cho ăn nhiều cám tăng trọng quá thì nó yếu chim, nó không hót được. Mà cho ăn châu chấu thì lại khó bắt quá. Ồ, bọn trẻ con đây rồi, phải thuê chúng nó bắt châu chấu, nó lại hợp lý quá. Ồ, thằng ấy nó làm cái gì mà dình nhau ghê thế nhở? Hay là nó định tán đứa nào cho mấy đứa kia nhở? À, mà không được, làm gì ai đi tán gái, bọn lại mặc kín mít như thế kia. Đấm vào mồm cái thằng áo đen một cái từ lúc ngoài đường ấy, cho bọn em đỡ khổ. Thì ai mà ngờ được cơ sự nó ra như thế. Bọn em cũng cảm ơn anh rất nhiều ạ. Anh cho em hỏi anh một câu, là cứ làm sao mà anh lại đạt được cái danh hiệu oánh rắm thối nhất thành phố đấy? Thì anh làm như thế này này.